Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay là ngày Chủ nhật và mình sẽ cập nhật một số cái thông tin về thế giới showbiz Việt cho mọi người nghe. Và ngày hôm nay đó chính là Ngô Kiến Huy, chàng bắp nổi tiếng của chương trình Thách Thức Danh Hài. Ngô Kiến Huy chính thức giới thiệu đứa con thứ hai đến công chúng sau loạt ồn ào. Ngô Kiến Huy chính thức giới thiệu đứa con thứ hai trong năm đến với công chúng sau thành công của đứa con đầu khi quay trở lại làng nhạc Việt. Mới đây, Ngô Kiến Huy đã chính thức thông báo tin vui về đứa con thứ hai trong năm của mình sẽ chính thức ra mắt vào hôm nay, ngày 15 tháng 3 năm 2020. Theo đó, tình cũ Khổng Tú Quỳnh cho biết lịch ra mắt Lỗi Của Anh sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 3 năm 2020 trên kênh YouTube chính thức của Ngô Kiến Huy. Trước đó, Ngô Kiến Huy phải lùi lịch ra mắt MV vì gặp một số vấn đề. Kể từ khi comeback, đây là đứa con tinh thần thứ hai của nam ca sĩ show truyền Thái Y. Tình cũ Khổng Tú Quỳnh đã bỏ không ít tiền đầu tư để sản phẩm luôn được chỉnh chu một cách tốt nhất. Chính vì sự đầu tư bài bản nên ngay ở màn comeback đầu tiên, Ngô Kiến Huy đã nhận được sự ủng hộ đánh giá cao của công chúng. Nam ca sĩ cho biết trong năm nay sẽ cho ra nhiều đứa con hơn nữa để giới thiệu với khán giả. Ngô Kiến Huy, chàng ca sĩ đa tài nhưng lại cũng có không ít ồn ào về chuyện đời tư mà cụ thể là chuyện tình cảm. Trước đây, khi chàng bắp còn đang là học trò được ca sĩ Thanh Thảo dẫn dắt, đã xảy ra ồn ào với Thụy Anh là em gái của Thanh Thảo. Câu chuyện càng lớn hơn khi Thụy Anh mang thai và Ngô Kiến Huy từ chối mối tình này. Sau đó, con trai của Ngô Kiến Huy được ca sĩ Thanh Thảo nhận nuôi. Mãi đến sau này, Ngô Kiến Huy mới công khai thừa nhận bé Minh Trí là con của mình. Sau đó, Ngô Kiến Huy hẹn hò với Khổng Tú Quỳnh được 8 năm, cả hai chia tay. Thời gian gần đây, Ngô Kiến Huy liên tục dính nghi vấn hẹn hò với nhiều bóng hồng trong giới showbiz Việt. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn bị đồn mua nhà ở chung với Sam. Mọi người thấy cái thông tin này hấp dẫn và như vậy là cái đứa con thứ hai của Ngô Kiến Huy là bài hát Lỗi Của Anh sẽ được ra mắt trên kênh chính thức của kênh YouTube của Ngô Kiến Huy vào 9 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 15 tháng 3. Còn về những lời hứa của Ngô Kiến Huy với người hâm mộ trong cái chương trình làm Mai Vàng, anh đã đọt cái cành Mai Vàng ở Sài Gòn vào dịp Tết vừa rồi và anh hứa rằng sẽ năm nay sẽ có rất là nhiều một cái bài hit, nhiều cái tác phẩm show cái trường Thái Y đã được cái giải rất là lớn trong năm vừa rồi. Ok, những fan hâm mộ của Ngô Kiến Huy, những người hâm mộ về cái chương trình Thách Thức Danh Hài, về một MC dẫn chương trình khá là hóm hỉnh thì sẽ chờ đợi vào lúc 9 giờ sáng hôm nay. Mọi người nhớ vào kênh YouTube của Ngô Kiến Huy để xem là cái MV Lỗi Của Anh này nó có hấp dẫn không, có hay không và nó nói về vấn đề gì. Nhưng mà theo một số thông tin biết thì cái bài hát này nó sẽ nói xung quanh cái vấn đề về cái tình cảm 8 năm của Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh. Ok, mọi người nhớ đăng ký kênh và lắng nghe về cái phần mình sẽ reaction cũng như là mô tả cũng như là sẽ có những cái đánh giá một cách rất là mang tính cá nhân về cái bài hát MV này của Ngô Kiến Huy nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.